Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Lạng Sơn là cầu nối tiêu thụ nông sản lớn của cả nước sang Trung Quốc. Hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu nông sản trên cơ sở đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch. Các cơ quan chức năng Lạng Sơn thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thông quan hàng hóa. Tại cửa khẩu Tân Thanh, một luồng ưu tiên riêng để phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu quả vải tươi đang vào vụ thu hoạch cũng đã được thiết lập. Từ đầu vụ vải 2021 đến nay, tại cửa khẩu này đã xuất khẩu được gần 10.500 tấn vải tươi sang Trung Quốc. Còn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ hơn 8 triệu đô la Mỹ, đạt 8,33% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu chỉ đạt gần 7,7%, nhập khẩu đạt 0,5% kế hoạch. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào. Hiện tại, tỉnh Điện Biên chỉ còn cửa khẩu quốc tế Tây Trang là duy trì hoạt động xuất nhập khẩu sang Lào bằng hình thức sang tải. Các mặt hàng chủ yếu là tạp hóa tổng hợp và xi măng. Thời điểm này, người trồng chè ở Nghệ An đang vào mùa thu hoạch, lại phải chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19 nên xuất khẩu gặp khó khăn. Theo Sở Công Thương Nghệ An, sản lượng chè khô tỉnh này đạt từ 12 đến 14.000 tấn, trong đó trên 10.000 tấn xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng chè tồn kho khoảng trên 3.500 tấn. Việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, trong khi các chuyên gia kỹ thuật của các đối tác không trực tiếp kiểm tra chất lượng tại các cơ sở sản xuất chế biến, nên việc xuất khẩu chè đã khó, nay lại càng khó hơn. Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người trồng hoa Đà Lạt đang lao đao vì hoa khó tiêu thụ, giá giảm mạnh. Cụ thể, giá hoa ly dao động từ 8 đến 12.000 đồng một cành, giảm từ 4 đến 8.000 đồng một cành. Hoa cúc đại đoá chỉ còn 6.000 đồng một chục, giảm từ 4 đến 7.000 đồng một chục so với 2 tuần trước. Giá hoa hồng cũng chỉ còn từ 4 đến 500 đồng một cành tại vườn. Đây không phải là lần đầu tiên giá hoa giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức giảm ở đợt dịch này được nhận định là giảm sâu và giảm lâu hơn các đợt dịch trước. Tư duy sản xuất nông nghiệp phải chuyển thành tư duy kinh tế nông nghiệp. Sản lượng có thể không nhiều hơn, nhưng phải chất lượng hơn. Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi nói về việc phát triển nền nông nghiệp trong nước. Tại miền Tây, bà con giờ đây đã có sự đầu tư để sản xuất cây ăn trái một cách bài bản hơn để đi đường dài. Gần 15 năm trồng thanh long, ông Trường luôn tìm tòi và trồng những giống thanh long mới từ ruột đỏ, ruột vàng đến ruột tím. Và hơn 2 năm nay, gia đình ông đã sống khỏe nhờ thực nghiệm thành công giống thanh long vỏ vàng trên 2 hectare. Lý do là vì sự năng động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để cải thiện năng suất. Một phần khác là vì liên kết với Viện Cây ăn quả miền Nam để chọn đây làm điểm thí nghiệm mô hình trồng thanh long giống mới theo hướng sạch, an toàn. Này trồng hàng này là của Viện Cây ăn quả miền Nam mình đó, để quản lý về vấn đề mà sâu bệnh được. Còn trồng chủ theo kiểu truyền thống ngày xưa của người Việt Nam mình trồng là quản lý sâu bệnh rất là khó. Sản xuất theo hướng an toàn, giống mới lại có ưu điểm trái đẹp, thơm ngon, nên sản phẩm luôn có giá bán từ 80 đến 120.000 đồng một ký. Bình quân mỗi tháng ông Trường thu hoạch gần 5 tấn trái, vẫn không đủ bán. 3 năm nay rồi, tôi tạo cái kênh tiêu thụ riêng. Những năm gần đây mình tạo được cái thương hiệu, thành ra cái người tiêu dùng họ cũng tin tưởng ở ăn hàng của mình. Thành ra do đó giá mình bán ra nó cũng cao hơn. Còn ở Vị Thủy, Hậu Giang, ông Trắng đã thành thạo trong việc ghép cành, nhân giống và trồng hết diện tích 2 hectare mít ruột đỏ theo hướng hữu cơ. Nếu giá mít Thái lên xuống thất thường, thì sản phẩm mít ruột đỏ của ông luôn có giá từ 65 đến 80.000 đồng một ký. Mít này cách trồng thì dễ trồng như mít nghệ mình ngày xưa thôi. Khi mà cây mà có trái rồi đó, trở 5 rưỡi, 2 năm trở lên rồi là tôi không còn xịt cây nữa. Đó, có nghĩa là tôi cây kệ mộ nó, tôi xịt nó ra cái trái, tôi xịt cái trái thôi, tôi bọc rồi thôi. Chứ cây, có khi là cây tới 10 mấy năm rồi là tôi là mãn năm tôi không có xịt gì chứ. Hiện tại giờ bên công ty của mình đó, thì chủ yếu là mình bỏ vào những cái cửa hàng nông sản sạch và ở thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cũng đang tiến hành ký hợp đồng ở nước ngoài là mình xuất khẩu. Cả ông Trường và ông Trắng đều đang làm thủ tục để đăng ký thương hiệu độc quyền cho sản phẩm của mình để mở rộng sản xuất ở thị trường trong và ngoài nước.
Bởi cả hai đều hiểu, các giống cây ăn trái mới lạ có ưu điểm là thu hút người tiêu dùng vì sự tò mò. Nhưng để ăn chắc mặt bền thì không chỉ cần có sự thu hút ban đầu, cần lo cho cả chất lượng và xây dựng thương hiệu vững chắc.